cua này nha mọi người. Ê, hai con luôn. Rồi em chào tất cả mọi người đến kênh của em nha. Nay hồi chiều em có giăng cá mọi người, thì giờ em đi gửi về cho tròn ăn nha. Giăng hồi chiều giờ cũng 7-8 giờ tối rồi. Đây, đây ao cá của em đây. Nó hơi tối rồi mọi người xem thông cảm nha. Rồi để tới chỗ gỡ lưới đi rồi em quay cho mọi người xem. Rồi đây là tay lưới em giăng hồi chiều rồi nha mọi người. Đây thấy cũng chìm phao dữ lắm rồi đó, không biết có dính đâu đây. Để giờ em lội xuống em gỡ nha. Thì chiều nay hết cá cho tròn ăn nên rồi em mới lấy tay lưới xuống ao làm giăng nè. Cá ao em thì thường cá phi nhiều nha. Đây thường tay lưới này dính bọn rồi mọi người, tôm nữa nè, tôm này tôm thẻ, đây là dính bọn. Để em đi ra ngoài kia rồi em đây nè. Em ra ngoài kia rồi em gỡ em thâu tóm vô. Ê có con cua này nè mọi người, cua dính luôn nha, cá nè. Tay này dính cung bọn mà chắc đủ ăn cũng 2 ngày. Đây nữa nè. Ê con gì đây, rồi cua đây nha mọi người. Ê, hai con luôn. Chết. Đây. Em cắm cái điện thoại xuống đây để em bắt con cua này mới được. Nó sắp vuột rồi. Đây cua này nha. Dính hai con lượn nhưng mà con bự con nhỏ. Dính mấy con cua này thì làm rách lưới hết rồi. Con này em để lại đằng trước em cuốn lên là bờ rồi em đỡ luôn. Đây nó đây. Con này chắc cũng 3-4 lạng nè, cua đực nha. Để em ra ngoài kia em gỡ em thâu vô luôn nè. Cá dính nè, tôm thẻ. Đây con gì nữa đây nè. Ê con cua, thôi ăn cua bự mọi người ơi. Ừ, ăn cua giằng khe luôn. Đây em cầm cái này xuống em bắt. Đây con cua này bự đây, cua bự giằng khe luôn nha. Dính cua là nó rách lưới thế này nha mọi người. Mà kệ nó chứ giờ biết sao vậy. Đây nè. Đúng nè. Con này bự, con này cả nửa ký. Rồi đây em gỡ nó kìa. Dính cua là thường thường là hư tay lưới hết. Dính chỗ nào là lủng lẫm cho nó hết. Chiếc này chắc banh tay lưới rồi. Hai con rồi, nãy giờ hai con rồi. Em quay có một mình nha mọi người, nên là có gì xem thông cảm nha. Đây hai con. Để em ra ngoài làm thâu vô cái này. Phi nè.
đây cá phi, dính cá phi vậy nên cua nó lại nó ăn cá đó mọi người, nên tội dính quá trời luôn, cua nó lại nó ăn cá rồi nó dính lưới luôn. Này em giăng hồi chiều đó, là em giăng em đợi cho nó dính rồi em gỡ luôn, nhưng mà chiều tối quá đi giăng này giăng hơi trễ. Em về em ăn cơm mà về mới xuống, giờ cũng 8 tối rồi, giờ xuống gỡ lần về là cho nó ăn luôn. Nay em cho ăn hơi trễ nha. Đây nè, dính nè, phi nè, sổ uồn đầy quá trời luôn. Đây, hai bà con dính chỗ nè. Đây, tôm, tôm này tôm hẻ nha. Còn tay lưới còn dài đó nha mọi người, tay lưới này tới 60 mét lận. Đây nè, dính chỗ hai ba con nè. Rồi, để đây đem lại đằng kia em cuốn rồi em quay lại đây. Đây nha mọi người, có con em cuốn được cũng nửa tay rồi. Có con cua nãy đang ôm đôi nè, nó đang ôm con cái nè, thấy không? Nè con cái nhỏ ở dưới đây nè, nè. Giờ em đang ở dưới nước nên cũng hơi khó, có một mình nè, cũng khó quay. Đây hắn đây, nó ôm cái nhỏ ở dưới nè. Cũng khá là nhiều cá rồi, giờ em gỡ lên trên bờ rồi em đem về nhà rồi em gỡ luôn nha. Cá nè. Rồi để em cuốn lên hết trên bờ đi rồi em quay tiếp cho mọi người xem là được bao nhiêu nha, chứ giờ dưới này khó quá, khó quay quá, tại có một mình nè nên này. Rồi. Đây cái ao của em nè, ao rộng mênh mông nha. Rồi mới cuốn em bỏ trong mé bờ. Đây tay lưới rồi nè, hãy cuốn vô rồi mới đi ra lấy cái điện thoại đi nha mọi người. Con mình cũng khó làm, khó quay. Để em lấy lên bờ em quay cho mọi người xem, dính cũng nhiều lắm, che tới lưới luôn. Cua nè, hai cua em đôi nè, hai cua nhỏ hơn, 4 con, 5 con, 6 con. Cá nè, có một mình nè, nó khó quay. Đây hai con này nó bắt trước rồi, còn cái này thì 3-4 con gì con nè, giờ bỏ vô đây đang về về nhà rồi gỡ nha. Giờ em lên
còn tay nó trên đây nè nha mọi người, còn tay nó em văng ở trên đây, chiều văng hai tay. Đây nè. Rồi để em xuống em gỡ tay này rồi em lên em quay luôn cho mọi người xem nha. Coi được nhiều không nha. Đây em mới gỡ lên nè nha mọi người. Nè, tay này thì nhỏ hơn. Tay này tay lưới nhỏ. Dính nó bị rách tùm lum à. Nó dính chủ yếu là tôm với cá chốt. Con mới bị cua ăn nữa. Nè, mới đạp con cua bự nó cạp cái nó rách nguyên một đường nè, tôm như cá chốt nè. Rồi thôi giờ em bỏ vô đi về nhà nha, về nhà rồi em quay em gỡ ra em quay cho mọi người xem hết luôn nha. Cũng bộn á, cũng mấy ký rồi mọi người, cũng nặng lắm. Đi về nha. Đây là cái ao của em nè. Rồi em tắt để em về nhà em quay ra. Em gỡ ra rồi em quay lại cho mọi người xem. Đây. Mới về tới nhà này nha mọi người. Rồi giờ gỡ ra đi đây. Rồi quay lại. Đây. Giờ mần cá cho tròn ăn nha mọi người. Mần sạch rửa ruột sạch luôn nha. Được chắc cũng 3 kg, 3-4 kg. Cắt kỳ. Rồi thôi giờ để em rửa ra cho tròn ăn nha. Cũng hơi tối rồi. Đây, thành quả một buổi chiều của em nè, được chắc chừng 3-4 kg. Đói rồi, bữa nay chủ đi săn đêm nên mấy bé nó đói rồi. Này cho ăn hơi trễ. Tại chiều hết cá nên phải đi văng. Cá phi em mời sạch sẽ này nha mọi người. Này có con cá xương. Cá phi tươi rối một lúc còn sống luôn nha. Mới văng về tới luôn. Đây bà này bầu. Thì một con tròn em cho ăn cá cỡ này em cho ăn một con rồi nha. Đây. Bự nè, cá này bự nha. Nằm cũng khoảng 3 ngón tay luôn lên. Cho ăn một con rồi. Đây cho bà bầu ăn nè. Con này bầu được 1 tháng mấy bữa rồi. Chưa có bụng, lưa đầu. Con này 3 kg mấy nha mọi người. Sẽ mê kìa. Cá tươi nó mê lắm.
Bầu thì em không có cho ăn nhiều nha, em ăn cho ăn cũng khẩu phần cũng như mấy con kia thôi. Đây, ăn này được tơ rồi. Cá tươi rồi thì cá phi thì em mặn em cho tròn ăn hết nha. Còn cá đây thì em nói chung là em nhiều lắm, văn mỗi ngày mỗi có, nhưng mà cũng làm biến đi văn nên thường thường em mua cá đối á. Cá đối đập người ta tát, người ta ấy, lần em mua lần 20 ký nhưng bỏ tủ lạnh nên để dành cho nay, mà nay hết rồi, nay hết mà không hay nên chiều không có chưa cho ăn nữa, tới giờ mới đi văn cái phi nhà về cho nó ăn. Được chiến rồi, mỗi mỗi bé một con, từ từ. Nhảy riết này hơi thon, đây đang bé đực nên đực em thon dài đó nha mọi người, không có mập nha, không có ú nha. Con này cái tơ à, chiều cũng nãy cũng được đâu chừng mới cá chốt với tôm thẻ với mới cua em để lần mới ăn nha mọi người. Còn này thì cho tròn, nhà em nói chung cũng ít ăn cá phi lắm. Đây con này phối cũng được con tơ dài đòn, phối này cũng được mười mấy ngày rồi mà chưa thấy vú nữa, không biết sao đây, để chừng tháng rồi nó sao. Đây, được tơ rồi. Cho nó con cá này đi, cá xương này đi. Cá tươi nó mê lắm, cá bỏ tủ lạnh thì ra nó ăn không được vậy đâu, ăn nó không có mê vậy đâu. Cá tươi là bỏ vô là bực rồi. Đây này, con được tơ này, con được này 9 tháng này, được này rất là triển vọng, dài đòn mà đẹp lắm. Chín tháng chưa giá chưa bự nhưng mà thấy con cu cũng im lắm. Rồi thôi, clip cũng kết thúc tại đây nha mọi người, chào tất cả mọi người nha. Thì mọi người xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nha, để em làm quay nhiều clip gì con này con kia, hay là em sinh hoạt hàng ngày bắt này bắt kia cho mọi người xem nha. Thì nói chung là cũng mới tập làm YouTube nên có cái gì quay còn thiếu sót gì đó là mọi người bỏ qua nha, từ từ em cải thiện nha mọi người. Thì cũng mới nên còn lụp chụp lắm. Rồi chào tất cả mọi người.